Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả thân mến, quay trở lại với video của mình tiếp theo. Rất vui được gặp lại mọi người trong video của mình. Vâng, lời đầu tiên cho mình gửi lời chúc đến toàn thể cô dì chú bác cũng như là mọi người đang xem video, và cũng như là chúc mọi người một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và ngập tràn năng lượng nhé. Hiện tại thì ngay lúc này thì mình đang có mặt ở trên đỉnh núi đá, một nhà vườn na của nhà ông Anh ở Chi Lăng, Lạng Sơn. Đấy, thì hôm nay mình lại về đây tiếp tục khám phá trải nghiệm thu hoạch na cùng với bà con ở trên Lạng Sơn. Ở đây thì trước mặt mình đây là cái mình lên đến chỗ cái đỉnh điểm mà thả các tời na xuống dưới chân mọi người ạ. Đấy, thật sự là mình cũng không biết mô tả như thế nào để hình dung ra được cái quãng đường để mình di chuyển từ bên dưới kia lên rồi mọi người ạ. Từ bên dưới cái nhà kia, xe mình để bên dưới đấy mà mình di chuyển lên đến trên này, thời gian cũng mất khá là lâu. Đấy, cái địa hình đây đi rất là dốc luôn mọi người ạ. Phải nói là công nhận là bà con ở trên này đi thu hoạch na ở trên núi đá công nhận là vất vả luôn. Mình phải đi trải nghiệm mình mới biết được là cái vườn na ở trên đỉnh thu hoạch được na để đi ra ngoài thị trường thì rất là khó khăn. Đấy, bây giờ mình lên được rồi, bây giờ tí nữa mình còn không biết là đi xuống kiểu gì đây mọi người ạ. Đi lên thì khả năng là nó căng, nhưng mà đi xuống là nó hơi trùng chân. Đấy, ở đây toàn na là nam mọi người nhé. Còn bây giờ mình xin mời mọi người cùng theo chân mình lên tham quan cũng như là khám phá trải nghiệm vườn na của nhà ông Anh ở Lạng Sơn đây nhé mọi người nhé. Buổi sáng nay nhà anh thu hoạch được một thúng na này. Tí mình lại sẽ quay tìm hiểu về anh và cũng như là chia sẻ cách làm cho mọi người để mọi người tham khảo nhé. Ở đây là na dai mọi người ạ. Cây này mình không biết là nó thuộc lâu năm chưa, nhưng mà tiếp mình lên hỏi ông anh thấy sau. Thế đây, đây là một cái con đường đi lên. Ở chỗ này thì nó bình thường thôi, nhưng mà cái chỗ mình mà di chuyển lên nhiều đoạn là dốc và đá nhiều lắm mọi người ạ. Nhà anh chị đang thu hoạch ở trên này. Đấy, đi này mới khó này. Đây, mọi người thấy đá kia. Đi lồm chồm lên. Hơi khó. Này bác nào mà không đi quen là không đi được đâu. Trời này không biết mùa mưa đi kiểu gì, thu hoạch na kiểu gì đây. Ui giời ơi, sợ chưa mọi người. Đây, anh đang thu hoạch trên này. Đó. Em chào anh nhá. Ui giời. Nhà mình đi thu hoạch la từ mấy giờ đây anh? 5 giờ. 5 giờ. Ui giời ơi. Lên đây nghe chừng cũng bở cái tai đấy nhỉ anh nhỉ? Đây là còn gần đấy. Còn gần á? Ui giời ơi. Đây nhà anh thu hoạch à. Đây nữa này. Được một số đây nữa này mọi người ạ. Nằm môi dĩm đấy nhỉ? Vâng. Đây bên ngoài này có một cái điểm. Cái này là phải một bộ tời bên trên này xuống nữa. Ây, càng lâu lại phải lên bên trên. Công nhận đây nó độ ẩm. Ẩm này thì công nhận là nhiều muỗi dĩm thật. Cắn mần hết người. Đây anh à. Có phải trèo lên không anh? Vẫn phải trèo lên à. Cái này thì toàn bộ được cắt bằng kéo hết rồi anh. Năm nay anh cũng bao nhiêu công nhân thu hoạch đấy? Anh vừa ít rồi, một mình thôi. Một mình à? Ôi hình như cái quả này chín rồi đấy anh ạ. Đây. Quả này chín rồi sao? Nhiều quả không sót mà thấy. Chín đâu. Phải không? Cắt được thôi. À, cắt được à? Nhìn như chín ấy nhỉ? Đấy, đây là đặc sản na núi đá của Chi Lăng, Lạng Sơn mọi người ạ. Đây,
Ui, đá lồm nhồm lô nhô luôn mọi người. Ở đây na nó hợp cái chất đất ở đây. Này nhà anh thu hoạch cũng vãn rồi sao ấy nhỉ? Thế à? Vâng. Vãn rồi nhỉ? Được mấy thúng rồi anh? Tính ra quả chín rồi đấy. Chín. Ồ, nó cũng chín cây mà nhìn cái màu nó khác nhỉ? Đây, quả chín rồi mọi người. Đấy. Nhìn rất là ngon. U này một mình anh khắc thu hoạch chưa? Thì vườn này ít thôi mà, 100 cây. 100 cây á? Hơn 100 cây. À. Này đúng lên đây phải đi quen anh nhỉ? À? Không đi quen cũng không lên được. Tí ơi, em không biết làm kiểu gì để xuống được ấy. Căng lắm. Đi xuống hơi căng ấy. Ngồi cho tôi xuống. Ngồi tời à? Ghê lắm. Đây thùng chứa nước ấy à, nước bẻ phun à, chứa bẻ phun theo chân bác xem cắt na hay thu hoạch na. Này mình cứ hái đi hái lại thôi nhỉ, kiểu như lớp đầu nó chín nhưng quả nó chưa chín. Vâng. Này có cần phải chăm sóc gì nhiều không anh? Phần chuồng. Phần lân đạm nữa. Kiểu mình bón theo từng từng lớp từng lần đúng không? Hay là cho nó ăn liền một lúc hả anh? Bón những thời điểm thôi. À thời điểm gì? Điểm ra hoa cái quả đậu quả mình nó quá tròn. Thời điểm ra hoa này. Không nghe đậu quả này, không đến quả gần như phát triển nữa phải không? Ừ, lúc phát triển mình mới bón mới được ăn. À đấy. Hoa này đang cắt, đang gối đây. À, nó đang gối. Gối vụ. Đúng thật nhỉ? Đang hoa đây. Chắc tuần nữa thì... Này, đang ra hoa này quý vị các bạn ạ. Đây. Đấy, cái nụ này đang ra. Đang ra nụ này. Ui. Thằng bé vẫn mò được lên đến trên này á. Công nhận giỏi đó rồi nhờ. Chú lên đến trên này đã bở hơi tai rồi. Dọc thật. Đúng tròn một tháng cơ. Đây hoa này mọi người đang ra. Đấy. Anh làm cái sung ấy. Cắt xong thì hả? Mất mã. À mất mã. Mất phân hết. À. Đấy. Cái này cũng phải có kinh nghiệm với mọi người ạ. Đấy, mình thì thấy anh thì cắt như thế thì không có chỗ để thì cứ nghĩ là mình phải cho cái sung thì nó tiện. Mất phấn. Để vườn nhà anh ấy quả. Còn một số quả bé đó mọi người ạ. Bé và cũng thu hoạch cũng gần như là sắp hết rồi. Còn một số nữa thôi. Đây nay mình lên đây thì mình quay cho mọi người để mọi người biết được cái vườn na trên đỉnh núi nó như thế nào, thu hoạch ra sao. Cũng khó nhìn nhỉ. Mình cắt tỉa thoáng đi. Vâng. Mỗi năm nó có sai nhiều không anh? Sai. Ừ. Nên mình chấm thôi, để bao nhiêu quả đấy tùy mình mà. À vâng. Số lượng nhiều quá thì nó lại ở bé. Vâng. Kiểu mình để dày thì quả nó bé nhỉ. Cái gì cũng thế, để thưa thưa thì quả nó lại to. Hoa quả nó là như thế. Đó, mình gánh được 60 cân thì lấy là 70 cân thì nó quá tải đi. Vâng, đúng rồi. Đây, quý vị các bạn lên trên này thì lại vườn nhà người khác. Thì mình lên trên này tiện thì mình lên đầu trên này xem này. Vườn trên này có sai không nhé mọi người nhé. Wow. Lên cái tảng đá này nghe chừng căng ơ. Ui giời ơi,
Chị thu hoạch xong chưa chị? Đang lấy đây. À, đang lấy. Ui, mình lên đến đây bờ hơi tai luôn mọi người ạ. Wow. Hôm nay nhà mình có mấy người thu hoạch vậy chị? Hai vợ chồng thôi. À, hai vợ chồng. Nhà chị nghe chừng còn sai hơn nhà anh ở bên dưới nhỉ? Ui, bờ hơi tai thật. Dạ vâng. À chị, bây giờ hái khu nào đấy chị? Ở đấy nha, mẹ bật mạng cho. Ê, cây la như thế này mà chị trèo được lên. Trèo quen đấy nhỉ. Vâng. Khô giáo này thì nó dễ. Ôi nhiều quá to đấy, sai này. Đúng thật sai hơn ở bên dưới nhà anh kia. Trời mưa thì nó trơn hơn. À. Này cả có một người trèo kiểu như này không đều một người đón nữa nhỉ? Thì nó tiện hơn. Vâng, thế lại mất thời gian lắm mẹ ạ. À. Như vườn nhà mình năm nay thì khoảng tầm bao nhiêu tấn chị? Có ước tính thì không? Mới lấy này chắc được ngày cứ 2-3 gánh thôi. Ngày 2-3 gánh. Không có na mấy. Đấy, đây đây, có quả mắt khá to. 2-3 gánh một ngày. Đấy. Lên trên này sao nhiều muỗi dĩm đấy nhỉ chị nhỉ? Vâng, trên núi nhiều muỗi mà. Sắp mần hết người không? Đi vậy áo vài vào. Vâng, mình chủ quan thật. Được đi quần áo cọc. Đây là kỹ thuật hái na nhá quý vị các bạn. Na này thì thường thường bây giờ mình bán ra chợ, còn bán kiểu như hàng online không chị? Không, nhà mình không có nhân lực ấy, chỉ có hai vợ chồng ấy, chỉ hái về bán xong xuống chợ thôi. Ngoài chiều lại đi chấm na gối. Vất vả nhờ thu hoạch, bởi vì từ dưới kia lên đến trên này em thấy hơi bị cuồng chân ấy. Này, đỡ được không? Được rồi, anh cứ ở đây đi. Chị này trèo quen giỏi đấy. Đúng là gái vùng cao xứ Lạng giỏi. Không làm thì làm gì anh? Cây này thì nhà mình khoảng tầm bao nhiêu năm rồi chị? Khá lâu rồi đấy anh ạ. Cũng khá lâu rồi. Em về đây làm dâu là đã thấy có rồi mà. Ui giời, thế là chị về đây làm dâu được bao nhiêu năm rồi? Em được 13 năm rồi. 13 năm rồi. Thế cái này cây phải... này thì khoảng rơi vào gần 20 năm ấy nhỉ? Vâng. Em về là có rồi mà, còn những cây bé bé thì mình trồng lại thì nó mới thôi. À vâng. Này mỗi lần mình kiểu như là thu hoạch hoặc là kiểu như mình bón phân này thì mình làm kiểu gì lên được phân ấy? Em tời bằng máy lên. À tời. Mình chế cái xe máy cú ấy. À vâng vâng vâng. Tời ngược từ dưới lên. Chỗ nào không có tời lại vác thôi. À. Vườn na này thì nhà mình khoảng tầm bao nhiêu cây chị? Hơn 200 cây thôi anh ạ. Hơn 200 cây. Vâng. 200 cây thôi, cây bé cây to thêm 200 cây. À. Chị là cũng là người quê gốc ở Lạng Sơn à? Vâng, em ngay trên này thôi mà. À, cũng là khu vực Chi Lăng ấy. Vâng. Gần nhỉ. Những cây na rất là cao, mọc ở trong xen kẽ với đá này mọi người. Những cái gành đá rất là to. Này không biết bón phân kiểu gì hả chị? Bón kết hợp với nước à? Không, cứ thuận tự nhiên thôi anh ạ, vì là có mưa mới bón được. À. Mình cứ tời lên, hôm nào mưa thì mình lại lên bón. Vâng. Dốc này mọi người. Cao chót vót luôn. Đấy. Hái được quả na chết đúng ở trên này xuống cũng một quá trình ấy. Không đơn giản. Gian nan lắm, xuống chợ lại rẻ. Vâng. Đây, cắt tời này mọi người. Đây cắt tời đây. Cái này mấy hộ gia đình chung nhau một cái bộ cát này chị? Trên này có 3 nhà thôi. 3 nhà chung nhau. Có một nhà thì khác làm. Nhà có kinh phí, điều kiện phải không?
không phải điều kiện mà họ không có nương nữa trên đấy nữa, chỉ có mỗi nhà mình trên đấy chẳng hạn, thế thì phải cắt làm thôi. Như cái tời nhà em dưới này thì 3-4 nhà, 5 nhà chung nhau. Một bộ tời này nó có trị giá nhiều tiền không chị? Khá nhiều chứ, chứ... một 20 gì đấy. Nếu mà tùy mình làm một cáp hoặc là hai cáp, hai đường sắt thì nó lại giá nhiều tiền hơn. Vâng. Này đa số dùng bằng kéo hết đấy mọi người ạ. Vâng. Không bằng dùng bằng tay. Tay tước nó hỏng hết cành. Đúng rồi. Đây, quý vị các bạn nên nhìn thấy là nhìn nó độ chênh vênh, đi đá lồm chồm luôn. Này đi hồn hoi là trượt chân té luôn ấy. Em đang bảo tí nó không biết xuống đi đi như nào xuống được ấy. Chứ thôi dốc lắm. Đi lên so là thấy dễ chứ còn đi xuống khả năng trùng chân. Vừa này bây giờ nhà, đến thời điểm nhà mình này thu hoạch khoảng tầm được bao nhiêu tấn rồi chị? Bao nhiêu tấn là tính thế nào, mỗi ngày được 2 gánh thì chục ngày gần đây thì được khoảng bao nhiêu tấn hả? Thế là gì? Cũng ít thôi. Mỗi ngày 2 tạ. 10 ngày được 2 tấn. Đúng rồi. Chỉ thế thôi mà, vì là nó... Thế là mình mới thu hoạch được tầm 10 ngày này á? Vâng, từ mấy hôm nay mới bắt đầu thu thôi mà. Vì là ở gần ruộng em hái hết rồi, trên núi em mới lên thôi mà. Vâng. Những vườn gần nhà cắt xong rồi. Vườn nhà có nhiều cây như này không chị? Vườn nhà cũng có mấy trăm cây ấy. Cũng mấy trăm cây. Cứ một chỗ một ít, bây giờ mình không cấy lúa nữa rồi. Thế chuyển sang trồng na. Cấy lúa nó lấy nước vất vả lắm. Đúng rồi. Mọi người nhìn thấy trèo leo chênh vênh này, từ cái độ trên cao này không biết là khoảng từ dưới mặt đất kia lên đến trên này khoảng tầm mấy trăm mét nhỉ chị nhỉ? Chị biết không? Không ước được, không ước được đâu em. Không ước được hả? Không ước được. Em thấy nó cũng khá sâu độ cao ấy, độ cao này, dài. Chị đi thu hoạch mới được mấy cây mà đã được gần đầy xô này. Nhanh thôi nhỉ? Được, mấy cây vài quả. Như bây giờ nhà mình thì từ sáng giờ mình đi thu hoạch này từ mấy giờ chị? 4:30 là em đi rồi anh ạ. Úi dồi, xoay đèn lên à? Vâng, 4:30 là dậy rồi, già chuẩn bị đi rồi. Đi còn là ăn uống xong mới lên nướng. Làm cũng đi sớm như là bà con dưới Lục Ngạn đi thu hoạch vải ấy nhỉ? Vâng. Đường đi nó cũng gần thôi nhưng mà căn bản là đi mệt ý. Mình vừa đi vừa nghỉ. Em lên đây nghỉ mấy chặng rồi ấy. Lên đến đây là sáng là cũng hái là vừa. Quá là kinh khủng lên trên này. Này còn nhiều lắm mọi người, trên cao đây. Để mình quay cho mọi người cùng xem. Còn đá lô nhô mà mãi trên đỉnh kia vẫn còn. Sau những quả núi này vẫn còn có từng nhà nữa, vẫn còn. Hiện tại thì bây giờ na như thế này nhà mình là bán là ra ngoài thị trường thì khoảng tầm bao nhiêu tiền chị? Hôm qua nhà em bán 30-32. 30-32. Là cứ tùy theo chuyến thôi, vì là mình xuống sớm chợ, họ đắt chợ thì họ lại mua được giá cao. Vâng. Mình xuống muộn lắm, nhiều na rồi lại rẻ hơn một tẹo. Vâng. Có hôm chuyến lại ba giá khác nhau đấy. Mỗi giờ nó cũng cứ theo một giờ. Khác, vâng. Ôi thế non cũng đi kiểu như đi bán như bán vải nhỉ? Vâng, vì là một người đi bán, một người cứ hái như này thôi. Về được thì lại đi bán. Vâng. Ra đấy, vất vả chứ. Có khi làm vải lại đỡ hơn đấy, nhàn hơn đấy. Vải thì đồi vải thì nó ở dưới thấp hơn, nó không lên như này. Như này đúng là vất vả hơn. Nếu mà để so về đồi núi vải thì nó không cao như là na ở đây. Bây giờ tời phân là còn có máy ở đây, trước là cứ vác thế này là
Cứ vác xuống không? Vâng, vác xuống, phân lại gánh lên. Vâng. Bây giờ là đỡ hơn rồi. Chị tên là gì nhỉ? Em quên mất. Em tên là Trà. Trà. Vâng. Những cái cây này là đa số là mình mới hái lần 1 hay lần 2 đây chị? Hái khá nhiều rồi vì là được chục ngày gần đây rồi mà. Đấy, quả bên ngoài nữa. Chín rồi này. Quả đấy chín nè. Năm nay mưa nhiều, na cũng không to được. Vâng. Phân bón cũng nhiều, chăm nhiều ấy, hơn năm ngoái nhiều nhưng mà không ăn thua. Hôm nay tiền phân do là? Đầu tư phân do thì này thì có hết nhiều tiền không chị? Nhiều chứ, nhà em vừa lấy phân gà nữa. 4 tấn phân gà. 6, 7 tấn phân gà. Ai chà. Đấy, cũng 4 phân gà cơ. Phân chuồng, phân lân các kiểu. Nói chung là cứ phải chăm phân gì phân vẫn phải đầu tư, phải không? Đầu tư hết na này ra lại phải lấy phân gà luôn rồi, về để ủ. Nó đang chuẩn bị ra lớp hoa nữa này nhỉ? Vâng, em làm na gối đấy. Na gối. Na này là đúng gọi là na dai chứ nhỉ? Vâng, cái này na dai anh ạ. Vâng, vâng. Bây giờ lại mong xuống hả chị? Hay vâng, xuống rồi, xong tục? Rồi anh ạ. Xong rồi á? Xong trên này rồi, vâng. Em còn lên bậc trên kia nữa. Ui giời. Nửa bên này hái xong rồi. Căng. Đấy. Trình vành lắm mọi người. Chỗ để la bên đấy chị? Không nhà em xếp na dưới kia, em cắt nốt cây này thôi. À. Ở đây nhà chị cũng có cái bể. Vâng, bể chứa nước phun này. Để phun phóng ấy. Này mình có cần phải phun thuốc sâu nhiều không chị? Tùy thôi, nếu mà mưa gió nhiều thì bệnh nhiều thì mình phải phun nhiều. À. Còn không thì cứ tự nhiên như này thì không phải phun đâu. Bà nhà chị còn to hơn nhà cái anh ở dưới kia. Đá. Đặc sản na đá. Như quả bên này em nhìn thấy là hái được này. Vâng. Giỏi ơ, làm này đúng nhìn thấy làm la mới là vất vả này. Toàn quả to. Này nhanh ơi. Nhà mình sắp tài xuống chưa chị? Em hái nốt nửa trên kia chắc được 2-3 xô nữa là xong rồi. À. Cũng sắp đến giờ đi chợ đấy nhỉ? Vâng. Dọc lắm mọi người này. À, dọc luôn. Vâng, em chào anh nhé. Ui giời ơi. Sắp xong chưa anh? Chưa. Ui giời, hôm nay nhà anh này sao là được mấy thúng rồi ở đây rồi? 4-5 thúng đây rồi nhỉ? Là đẹp thế mọi người. Đây, mã rất là đẹp, quả to. Đông đốc luôn. Như đường khu trong này thì em thấy là dân mình bán hình như quả to hơn ở bên dưới cái chợ ở bên dưới kia. Đẹp hơn. À, này nó số to, số thì to, số thì nhỏ. Vâng. Đây. Đấy thì bình thường. Ừ, đây là quả toàn quả to này mọi người. Đây. Thế thì phải một người xuống bên dưới là đón này. Đây anh nhà. Gọi lấy thúng lên nhé. Lấy một gánh xuống xong là nhà anh chị đang phân loại ra. To này, bi này. Cái này gọi là bi nhỉ? Bi. Bi. Thu hoạch vất vả này, nghĩa là giá nó phải cao cao chút nhỉ? Thì mới có động lực làm, chăm sóc. Nhưng năm nay nó không ổn định giá rồi. Vâng, năm nay nói chung là
đa số là nhiều cây hoa quả là mất mất mùa. Cái này sang đây, cái này sang đây. Quải nhãn mất mùa. Này mình vẫn phải chọn hay mình tự chọn từ đây vào? Cái vào. Này là hàng trên rồi, chỉ việc cho lên thôi. À. Đây nữa này. Cái bên kia là chín rồi anh. Chín. À, đây. Đấy. Ăn lá chín đi. Dạ vâng. Đến đây à? Nèo mãi thì cũng lên đến trên đỉnh. À, chào nhá, thằng cu nhà em còn lên đây này. Ở trên này nó ẩm cao nhiều, rậm phải không? Nó hay có mũi dĩnh. Nó khá dài phải không? Em cũng không để ý là lên trên này nó lại nhiều muỗi như này. Này mình cắt hết đợt này thì nó lại gối đợt kia vào thì nó vào khoảng tầm tháng mấy nữa thì được thu hoạch nhỉ anh nhỉ? Tầm tháng 10, tháng 11 đi. 10 tháng 11. Bán đến Tết nhỉ? Không, đến tháng 10 mình cắt nó cũng nhanh thôi mà vì mình làm ít đi. Cây vài quả, chục quả đổ lại thôi. Nó chỉ cắt nhanh trong vòng 10 ngày, 15 ngày là hết rồi. Như thế này bình thường thì nhà mình kiểu sai ấy. Nhà mình có phải thuê công nhân gì không anh chị? Có thuê bảo anh chị đi hộ hái. Vâng. Sai quá mình cũng không làm kịp ấy nhỉ. Nó chín, cái giống na này nó cũng chín nhanh cơ. Già quá rồi. Vâng. Già lắm. Vâng. Này chỉ còn mỗi tài xuống quý vị các bạn ạ. Còn tài thì chắc là mình sẽ quay sau. Thời tiết bắt đầu hừng nắng lên đẹp. Bé giỏi nhờ lên leo được lên đến trên đỉnh này. Nó lên chắc suốt đấy. Lên suốt à? Chú lên đây chú phải nghỉ mấy lần. Mấy chặng. Cái này để tí xếp thúng xong. À, mình cũng xin giới thiệu với tất cả quý vị khán giả thân mến là nay mình cũng nhờ có thằng em của mình, đây là em tên là Dũng và cái tên kênh của anh của em là Cuộc Sống Của Tôi 98 nhé mọi người nhé. Mọi người yêu mến thì cho em ý một lượt like và cũng như là ủng hộ cho em ý để em ấy có động lực để kênh phát triển nhé mọi người nhé. Em cũng rất là chịu khó đấy mọi người ạ. Đấy. Em chào các bác nhá. Em kênh của anh Lục Ngạn của tôi nhá. Lục Ngạn quê tôi. Quê tôi nhá. Đấy. Em cũng hôm nay hai anh em được sự trải nghiệm leo núi đá hai na. Nói chung là lên trên này thì mình cũng nhờ có em ấy đưa mình lên trên này. Có sự quen biết anh em ở trên này đấy, mình mới lên đây trải nghiệm khám phá được ở trên này một ngày. Này là chất đang tưới xuống hành. Còn nhiều lắm, nhiều hôm nay anh hái này khả năng đến trưa mới xong đấy nhỉ. Chắc không đến đâu. Đâu trên này còn nhiều mà. Bên kia là anh hái chưa chứ còn. Mũi cắn anh sưng hết cả tay, mần hết tay lên. Sợ. Thế là Dũng biết trang bị hơn phải không? Dũng chắc đâu, chắc lên đây bị mấy lần rồi. Biết trang bị đồ hơn nào. Em mặc áo dài nên là cũng đỡ. Anh Phong cho em mượn cái này. Anh thường xuống này. Thế là bây giờ xuống luôn à? Vâng, chắc là khả năng em xuống luôn thôi. Đi đâu ngay? Chưa qua lại ăn cơm nhá. Cứ xuống chợ đi xong quay lại ăn cơm. Chưa anh em qua lại nhà anh ăn cơm. Để bọn em xem nào ạ. Bọn em bây giờ ra chợ xem. Chưa làm việc của anh. Anh chị cứ làm thôi. Chắc là cái tài na xuống này thì quý vị các bạn cũng được xem mình quay mấy video lần trước rồi. Mình quay mọi người cận cảnh từ cách tài na của bà con ở trên núi đá xuống. Đấy. Hôm nay mình quay cận cảnh bà con thu hoạch na trên đỉnh núi đá này mọi người nhé. Con ơi xuống đi con. Con về đi. Lấy điện thoại đây cho mẹ xong con về. Đi về đâu? Nắng rồi con ạ, về nắng đi. Rồi.
Đây là mọi người. Đấy, thùng đa. Dạ, anh nữa. Dạ vâng, vâng. Em cảm ơn anh chị nhiều nhé. Tôi. Bảo ăn quả bé thôi. À. Bảo ăn quả bé thôi. Anh bắt ăn quả to. Ăn quả to đây thì phải chơi ngập mồm. Chủ nhà ăn quả to. À, mình ăn quả to đây. Đâu? Ui, quả này không to quá anh ơi. Hả? To. Ăn đi, to. Đây. Quả này mới ngon. Dạ. Này không ngon đâu, quả này nước. Đây, quả này ngon. Đây, thử nghe anh thưởng thức quả này thì chắc phải no. Đẹp đấy. Na dài núi đá đây. Đặc núi. Na dài. Đây, Na Chi Lăng Lạng Sơn này mọi người. Mình cũng lên vườn tham quan cũng như là trải nghiệm anh chị ở trên này thu hoạch vườn na trên núi đá đây. Thì bây giờ mình thử thưởng thức trái na trực tiếp ở trên vườn na này, xem nó na ở đây nó như nào nhé quý vị các bạn nhé. Thì mình xin mời tất cả mọi người này, mình quay đây, mình bỉ ra cho mọi người xem này. Wow, đấy, thịt rất là nhiều nhé. Đây, đấy, trong bốp luôn. Đây, mình thử làm một nửa trước á, bởi vì quả này quả rất là to luôn mọi người. Kỹ thuật mình là bóc la đấy, nghe cũng từng chuyên nghiệp phết đấy mọi người. Ăn la này vất vả một cái là một điều là khi mình thưởng thức ăn na xong là mình phải nhụn cái hạt na ra quý vị các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình chơi cái miếng này nó ngập mồm này siêu to và mồm nó mới đã này. Mời mọi người nhá. Phải nói không? Nhụn sạch luôn. Ngồi này cũng quen rồi mọi người, mỗi dĩa cắn hết đây, nhụn sạch luôn, rất là ngon. Ăn cái này thì mình trải nghiệm được cái hương vị của quả na và người dân trồng na trên này nó như nào. Thật sự là mọi người cũng nhìn qua video mình quay thì mọi người cũng cảm nhận được là bà con trồng na trên này rất là khó khăn và cũng như vất vả chăm sóc. Thì nói chung là mỗi lần bón phân thu hoạch cũng vậy, bón phân thì lại phải chờ vào cái mùa mưa này, không thì là tời bằng cáp lên nữa đấy. Sau đó thu hoạch na thì cũng là như vậy, xong thì lại phải đưa từ bộ tời này ở trên đỉnh này xuống đấy, truyền na xuống bên dưới. Phải nói không, ngọt thật đấy. Ở đây anh chị hình như là biết chọn na ấy. Mình thích ăn quả bé nhưng mà anh lại cho cái quả nợ. À vâng, em chào chị. Đấy, ăn cái quả to rất là đẫy thịt luôn mọi người nha. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu ăn na thì về với khu vực Chi Lăng, Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn này thì thưởng thức na, đặc sản na của vùng núi đá nha mọi người nhé. Còn bây giờ mình xin phép là quý vị khán giả thân mến, cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi video của mình và cũng như là đồng hành cùng mình ở trên mọi lĩnh vực. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người xem video cho mình xin một lượt like và cũng như là chia sẻ video ủng hộ mình để cho mình có động lực và kênh phát triển nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo lần sau.